Chào tất cả anh chị em, cô dì chú bác và các bạn yêu mến làm nông nghiệp. Thì hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video, đó là xử lý nấm bệnh lở cổ rễ và chết héo cây trên cây ớt trong giai đoạn mà chúng ta sắp cho trái và thu trái. Thì chúng ta sẽ thay những loại thuốc nào và làm như thế nào thì mọi người hãy xem hết video của mình. Thì cái thuốc mình xài để mà ngừa bệnh héo xanh trên cây ớt đó là bọc đô, là một gói một ký này là pha với 600 lít nước để mà mình tưới vào trong cái gốc cây. Thì mình ở đây mình cho pha vào cái bình 20 lít của mình đây và mình tưới vào gốc. Còn lại cao đù ma răng ông in như cười răng bà cao luôn. Thuốc đâu có chết, đụng qua giờ ăn con sâu qua giờ nó ăn nó chết em biết. Cái đó chia làm sao ra 15, anh sóc lên cái đã luôn. Sóc cho đều thuốc lên. Chia làm sao ra được 15 bình này, 15 bình này là... Ủa, cái này, thứ này cầm nhiều cánh tốt. Bậy không? Rồi. Chết bậy. Coi đây tôi coi kìa. Cầm nhiều cánh tốt. Xíu này. Bình đeo cho nó giãn rồi. Bao quẹt hết hai... Dựng cho nó trái. Để có những cái cành á nó núi má thằng nào mình bẻ để ra đó, để ông quên á. Rồi để đây nè, nè nước rồi nè, má con miếng vườn mà cũng bốn cái bình ghê ta. Ờ, bốn bình cha tê tóc ai quên đây mình rồi mình tắt quá mọi. Đói. Mấy ngày nay mình làm đâu được? Làm cho ông Năm á. Ồ. Nhiều khi cái căn nhà mà đủ mấy tối, sủa mà đủ mấy góc đường vào. Ừ. Có hết rồi. Rồi anh... Thì cái bọc đô này chúng ta pha ra bình như thế này và chúng ta sẽ đi tưới vào cái gốc cây. Trong tất cả cái cây ớt, từ cây ớt chỉ thiên, ớt sừng vàng thì nó đều có ảnh hưởng tới cái bệnh là bị lở cổ rễ và nó bị héo xanh. Giống như hiện tại cái vườn của mình đây đang có triệu chứng là khoảng 5 cây. Như cái cây này nó đang héo rũ. Nhưng mà mình vẫn tưới để mình cố mình cứu. Thì cái bọc đô này chúng ta tưới giáp trên vườn luôn. Vườn mình thì hiện tại đang xanh ôm đây. Nhưng mà vẫn phải tưới giáp trên vườn để mà chúng ta ngăn ngừa cái bệnh héo xanh này. Vì cái bệnh héo xanh này rất chi là nguy hiểm, khi nó chết cây, nó hao cây của chúng ta. Thì cái giai đoạn mà mình tưới bọc đô này á, là khi mà xuống giống là chúng ta đã tưới. Và cái giai đoạn ngay cả mà nó lúc mà nó đang sấy bông như thế này, sấy búp bông trong như thế này nè, chúng ta tiếp tục tưới một lần nữa. Vì cái giai đoạn này rất chi là mẫn cảm, nó dễ bị cái tình trạng mà nấm lở cổ rễ. Thì chúc bà con xem được cái video này của mình, thì thực hiện theo cái quy trình của mình thì sẽ được thành công. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp.